rất là xót xa và chạnh lòng khi em của chị ca sĩ Như Quỳnh đã về với Phật rồi. Thưa tất cả mọi người ạ, xem được những anh chị em bên ở hải ngoại đã chiếu lên đoạn video ngắn về tang lễ của anh Tường Khuê, em của chị Như Quỳnh, rất là xót xa khi mà thấy được những lời tâm tình, những lời nói của một người chị dành cho đứa em của mình đã ra đi không bao giờ trở lại. Chị ca sĩ Như Quỳnh đã đứng trước cái di ảnh của em của chị và chị nói lên rằng nếu có kiếp sau thì chị em mình cũng là chị em của nhau. Em vẫn là một design, nhà thiết kế những cái trang phục đẹp cho chị nữa. Một lời nói của một người chị rất là thương mến người em trai của mình. Sau khi mà buổi tang lễ đã bắt đầu di quan để đưa em của chị Như Quỳnh đi đi thiêu, thì chị Như Quỳnh đã ôm di ảnh em trai của mình và chạy theo chiếc xe đưa quan tài của em mình đi theo. Chị khóc rằng là xin hãy để cho nhìn em một chút thôi. Cái từ cưng á, mà chị Như Quỳnh nói đó chính là rất là thấm thía cái tình của chị em trong cái kiếp vô thường này. Làm kiếp con người, sanh ra, lớn lên rồi cũng trở về với cát bụi. Không có ai tránh khỏi được quy luật của chặng đời. Nhưng qua đó, thấy được cái tình chị em mà của ca sĩ Như Quỳnh dành cho em trai của mình, rất là yêu thương người em của mình. Tất cả mọi người, xin cảm ơn tất cả anh chị em, tất cả mọi người ở bên hải ngoại, cô chú anh chị em đã đến dự buổi tang lễ của ca sĩ Tường Khuê, em trai của chị ca sĩ Như Quỳnh. Xin một lần chân thành cảm ơn tất cả quý cô bác anh chị em đã đến với buổi tang lễ của ca sĩ Tường Khuê. Và tất cả mọi người sẽ nguyện cầu cho em trai của chị ca sĩ Như Quỳnh được siêu sanh tịnh độ về với Đức Phật A Di Đà. Xin chia sẻ một nỗi buồn mất mát đau thương đến với gia đình của chị Như Quỳnh. Nam mô A Di Đà Phật.